giáo hoàng Cát Minh, ngày ban của giáo hoàng Cát Minh đi phát quà. Trước là cụ, sau nữa là tất cả mọi thành phần trong gia đình qua năm mới này được mọi sự an bình, đặc biệt là với sức khỏe nó dồi dào, có sức chịu đựng để cho gia đình có cái điều kiện mà lo lắng cho tâm tình như vậy. Rồi, xin chúc mừng hai chú mình gặp chú bà, thế không lẽ bắt bà mừng bê ơi nào nhá, chú bê bê qua đó cho bà. Rồi, xin chúc mừng nghe đây cho con nhá, 1, 2, 3 con chụp này là rồi, ba này rồi. Chúc gia đình đặc biệt ấy, nếu như nó khó khăn hơn tất cả những gia đình khác. Ban thường vụ hội đồng giáo xứ chúng em cũng như là ban giáo họ, ban loan báo xin mừng cũng xin đến với gia đình và trước hết là xin có cái lời cầu chúc cho gia đình bước qua năm mới và được là sức khỏe dồi dào và tất cả là được mọi điều được tốt đẹp và cũng có món quà để gửi đến gia đình giàu là nó nhỏ nho thôi, nhưng mà đây cái tâm tình của toàn thể cộng đoàn giáo xứ đó là cộng đoàn giáo xứ chúng em trong cái ngày xuân. Xin cảm ơn hội đồng giáo xứ. Rồi, chú ba xin mời các bác đứng vào đó. Rồi, xin mời các bác này nha. Đây, nhìn đây. Ba anh Hùng đứng ra ngoài cho em đi. Rồi, anh Hùng không thấy, anh Hùng xin chào. Đúng rồi, 1, 2, 3. Rồi, xin cảm ơn. Cái gì gọi là chia sẻ, là thăm hỏi gia đình cho ngày Tết, đến gọi là gia đình cho ấm áp. Rồi, bây giờ để thấy đi. Gia đình nhà mình sang một năm mới, mừng chào sức khỏe, làm ăn phát tài. May mắn nha, xin chúc mừng. À, rồi. Cảm ơn. Là cái gì anh ơi, tấp lều này mưa có bị vô không anh? Có, mới được cái nhìn biết không có. Cái này thì đúng thì nhìn vậy tạm thời đó mà đó. Một hoàn cảnh tạm thời chỉ là tạm cảnh đấy các bạn.
từng cái này nhá. Hôm nay thì ngày hết Tết đã đến rồi, chỉ còn có ít ngày nữa thôi. Được sự hướng dẫn của giáo hoàng xứ, bạn quan trong ba thủ của đồng giáo xứ, ban giáo họ, ban nói thiên mừng, xin được đến thăm các cụ, những người cao tuổi già yếu trong giáo xứ, kể cả nhân giáo, cũng như là thăm những gia đình mà nó vất vả khó khăn hơn á. Thì hôm nay chúng con đến đây xin có lời phép là có lời chúc thiếp, xin Chúa ban cho qua năm mới này để thêm sức khỏe. Để là những cái bệnh tật nó lắng dần đi, dẫu biết rằng là cái bệnh tật thì nó sẽ đeo bám cho mình đi cuối cùng thôi, nhưng mà chú bắt với những cái đau đớn thì về mình sát để cho cái phần tinh thần chúng ta sáng suốt mà tin tưởng vào Chúa. Món quà nó nhỏ thôi, cùng vô toàn thể cộng đoàn giáo xứ xin gửi đến phía bà có ở trên họ ở trong nhà bà có đi tới đi lui được không? Đi à, đi được. Làm à mà vậy là mấy bữa nay cũng đỡ đỡ đó hả? Rồi là tối tối bà có còn đọc kinh, đọc cầu nguyện gì được không? Cầu nguyện thì phải có cầu nguyện. Đọc kinh à? Ba bữa nay ba đâu? Cháu xin gửi lời cho nhưng mà thì ba mới này thì cắt bớt cho bà những đau ốm để bà chịu đựng được trong tâm tình con cháu lo lắng. Bây giờ mà đau ốm được thì tính khó khăn lắm, với là con cái thì chăm lo thì đó cũng là cái nỗ lực của những người lúc này chắc chắn là nó không còn lại đâu. Nhưng mà thôi xin chúc bạn cho và riêng vợ chồng được con năm mới này là mọi sự an bình. Để đây có thầy của cộng đoàn giáo xứ gửi đến bà, xin chia sẻ tâm sự với bà trong ba ngày trước. Con nhận đó là cái gia đình con này. Giáo họ La Vang, tôi đi phát quà cho người ở giáo họ La Vang. Ngày 9 năm, được sự hướng dẫn của giáo hoàng xứ thì ban thường vụ đồng nghiệp chúng em cùng với ban giáo họ, ban mẫu báo thiên mừng, xin được tổ chức đi thăm viếng những người già cả trong giáo xứ trong xã, cũng như là những gia đình rất là khó khăn. Thì giờ lúc này đến thăm gia đình anh chị, thì đấy là xin qua lời chúc cho mới này riêng anh thì sẽ đầu bước đi để anh làm cùng với đầy tớ bất chung khi ân huệ ngài con giữ cho nó rất nhỏ thôi, nó mang cái tâm tình của cộng đoàn giáo xứ đi Chúa xin con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời ngài hằng cảm ơn cái lưới thần là thầy buồn cả gia đình sang một năm mới rồi chào sức khỏe mong hai bác nằm ở trên bệnh nên đó là mong bác nhá, và chúc cho chị có một cái sức khỏe thật là dồi dào để mà lo trang trải cho toàn thể cả gia đình, một cái người gánh vác tất cả gia đình. Tết Quốc Xu về thì dưới sự hướng dẫn của cha bản xứ, ban thường vụ đồng xứ Nam cùng với ban giáo họ xin được đến thăm những cái gia đình nhà cảnh neo đơn bệnh tật. Thì lúc này bạn đang đến đây thì cái này xin có lời chúc cho chị cho gia đình con mới này sẽ thành công để bây giờ chúng ta mời các bạn lấy ghế chị ngồi anh lấy ghế đó tất cả giờ bệnh tật đau ốm đó thì Chúa đã trao ban cho mình rồi thì cố gắng mình làm những gì đi, đi thác vào Chúa đi, rồi Chúa sẽ
chúc lành cho chúng ta nhé. Mỗi người mỗi cảnh thì chúng ta không biết ai là những ai cả. Bây giờ những cái gì mà đã rơi vãi vào gia đình mình rồi thì cứ yên tĩnh yên thác đi, rồi Chúa sẽ nhận lời. Đặc biệt là phải nhớ đến Chúa. Đây là món quà, đây là ứng chuyện nha. Chúc chị mong chóng bình phục sức khỏe thật là nhiều, sang năm mới được nhiều sự hồng ân của Chúa. Không có buồn, nếu cảm thấy mà buồn tuổi đó, thì Chúa một lời kinh lạy cha thôi nha. Cứ gói rộng tâm tình một lời kinh lạy cha dâng lên Chúa, xin Chúa bắt mới đi cái sự đau đớn cho con. Con dành những đau đớn cho con, cầu nguyện cho tất cả mọi người. Chúa sẽ chúc lành chị nha. Rồi, xin cảm ơn chị. Rồi bây giờ chị nghỉ nha, em còn đi nhiều tháng nữa. Dạ, đi xong tí bài rồi. Suốt đời ngập tràn thành ân, con xin Ngài soi sáng trí tâm, lối đi tìm ân phúc muôn đời. Lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình. Thôi nha, bây giờ Tết đến xuân về, theo sự hướng dẫn của cha xứ đó, ban thường vụ đồng giáo xứ chúng con, ban cho họ, ban loan báo tin mừng tới để đời chúc tuổi bà nha. Xin chúc bà năm mới, Chúa ban cho càng đầy nhiều hồng ân nha, sức khỏe để đời vui với con cháu, và cũng có món quà nhỏ nhỏ để đời đỡ với bà nha, để đời bà dùng với thầy cộng đoàn giáo xứ trong năm mới nha. Rồi bà ngồi đi. Thôi tâm tình vậy, tại vì con đi nhiều nha, bữa nay là không được tập trung cho nên bà con dân tộc đó mà ai tới là không còn gì, bà con đi, con đi, con cho sức khỏe, rồi chúng con xin phép để chúng con đi với nhà khác nữa, nha, rồi chúng ta chúng ta xin chào, xin chào bà. Nằm trên giường bệnh nhưng mà còn nhìn thấy con cháu cũng là một cái điều vui rồi bà nhá. Mừng tuổi bà, biếu bà rót nước, bà uống với lại cộng đoàn giáo xứ chúng con. Năm nay là tròn bao nhiêu? 84. Có nghe hiểu gì không? Nghe biết đúng không? Đây là mẹ của ông Trùng Quang. À, mẹ gọi qua đúng rồi. Em uống được không? Ngày ăn đường tô. Trùng Quang, giao điểm của MR. Đây là Ma An, già làn của Buôn MR. Do tình hình dịch bệnh cho nên là không dám tập trung đông người, cho nên là phải phát từng người riêng lẻ. Con suốt đời ngập tràn thành ân, con xin Ngài soi sáng trí tâm, lối đi tìm ân phúc muôn đời. Lo vuông tròn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình.
xuống.